Bệnh nhân S, 18 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau lưng nặng, tê bớt chân trái sau khi bị người bạn đùa giỡn nhảy lên lưng. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ kết luận đĩa đệm của bệnh nhân bị thoái hóa sớm và thoát vị. Theo thạc sĩ bác sĩ Tạ Ngọc Hà, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, bệnh nhân S bị thoát vị đĩa đệm tại vị trí đốt sống L5S1, cột sống thắt lưng, nhân nhảy đã thoát ra ngoài bao sơ. Cú nhảy lên lưng tuy mạnh nhưng đến mức gây thoát vị chứng tỏ đĩa đệm đã bị thoái hóa sớm, mất độ dai từ trước nên gặp các tác động đột ngột gây vỡ. Bác sĩ Hà giải thích, chia sẻ về tình trạng thoát vị đĩa đệm, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, giám đốc trung tâm cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai cho biết. Thoát vị đĩa đệm cột sống bản chất nó là một cái bệnh lý của đĩa đệm do cái nhân nhảy đĩa đệm bị thoát ra ngoài cái vòng sơ của đĩa đệm vào các cái cấu trúc giải phẫu xung quanh và có thể gây chèn ép như là chèn ép vào ống tủy hoặc là lỗ liên hợp và do đó gây ra các cái triệu chứng đau cho người bệnh. Thoát vị đĩa đệm ở những người trẻ tuổi cũng có thể gặp, thông thường là gặp ở những người mà người ta phải làm các công việc nặng hoặc là những người mà cơ địa có cái biểu hiện thoái hóa đĩa đệm sớm hơn cộng với các cái tác động cơ học như là làm việc nặng, bê vác vật nặng rồi các cái sang chấn có thể cấp tính hoặc là sang chấn liên tục kéo dài thì cũng có thể gây ra cái thoát vị đĩa đệm ở người trẻ. Đĩa đệm L5S1 nằm giữa đốt sống thắt lưng thứ 5 L5 và đốt xương cùng thứ nhất S1, được xem là bản lề của cột sống thắt lưng. Chúng chịu sức ép từ tải trọng phần trên của cơ thể và sự chuyển động từ nhiều phía nên khi bị tác động thì nguy cơ cao thoát vị trước tiên. S rất trẻ, đĩa đệm, sụn khớp, vòng sơ đều còn tốt, cột sống không bị mất vững. Do đó, bác sĩ Hà chỉ định phẫu thuật nội soi lấy nhân đĩa đệm thoát vị, giải phóng dây thần kinh, bảo tồn tối đa các cấu trúc khác. Sau phẫu thuật, khối thoát vị được loại bỏ triệt để, bệnh nhân hết đau, vận động tốt, xuất viện ngay hôm sau. Người bệnh cần chú ý sinh hoạt, không ngồi lâu, không bê vác nặng, nằm ngủ đệm cứng, rèn luyện các môn thể thao bơi, đu xà và đạp xe, giúp giảm áp lực cho cột sống, tránh nguy cơ thoát vị tái phát khiến đĩa đệm ngày một kém đi và mất hẳn chức năng đàn hồi. Đĩa đệm thường bắt đầu thoái hóa ở độ tuổi từ 20 đến 25 nên thoát vị thường gặp khi ngoài 30 tuổi. Quá trình thoái hóa đĩa đệm có thể xảy ra sớm ở những người ngồi học, làm việc lâu như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, tài xế, người thường xuyên bê vác nặng. Thoát vị đĩa đệm chèn ép các dây thần kinh vùng thắt lưng lâu ngày có nguy cơ dẫn đến các tổn thương thần kinh, gây đại tiểu tiện không tự chủ, các chi teo dần, mất khả năng đi lại. Để phòng tránh thoát vị đĩa đệm, người dân nên thay đổi thói quen sinh hoạt như ngồi thẳng lưng trên ghế cứng, đứng dậy vận động 2 đến 5 phút sau mỗi 45 đến 60 phút ngồi, tập luyện thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh, không hút thuốc lá, kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần hoặc đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng bất thường như đau vùng thắt lưng, sau đó lan dần xuống hông, đùi, cẳng chân, bàn chân, ngón chân cộng thêm khó di chuyển. Tuy nhiên là tỷ lệ cái thoát vị đĩa đệm ở người trẻ rất là thấp, nếu không muốn nói là rất thấp. Và cái đau cột sống ở người trẻ thì không phải do mỗi nguyên nhân thoát vị đĩa đệm và kể cả người nhiều tuổi cũng như vậy, mà còn có thể do các nguyên nhân khác, đặc biệt là đau cột sống ở người trẻ thì có thể liên quan đến một số bệnh lý cơ xương khớp thực sự, thí dụ như là bệnh viêm khớp cột sống, thí dụ như là các cái sang chấn, rồi cũng có một tỷ lệ rất là lớn là các cái đau ấy nó liên quan đến các cái vấn đề về tâm lý, liên quan đến các căng thẳng mệt mỏi do cái đặc điểm công việc cũng như cuộc sống ở cái điều kiện xã hội hiện nay. Do đó mà khi có một trường hợp bệnh nhân đau cột sống thắt lưng nói chung cũng như là đau cột sống thắt lưng ở người trẻ thì vấn đề khám xét, đánh giá rồi chỉ định các thăm dò phù hợp là rất cần thiết để chẩn đoán xác định nguyên nhân đau cột sống là do đâu và do đó thì mới có thể đưa ra được các biện pháp điều trị phù hợp.